nghe. Rồi. Chiếc này nãy nói nhiêu? 22.915.000. 22.915.000 á. Dạ. Bao giấy tờ đồ hết phải không? Dạ, chiếc này mới ra mẫu mới này chứ. Dạ. 150 nhìn cái dàn mâm đó kìa. Hết lặng.
Đó, thấy hành nhật canh mâm. Nhìn coi chắc chắn. Chỉ có được 30 triệu à. Đâu để giá. Bảo hành 30.000 km. Wilson. Dạ, mới à. Mới nhìn thấy ghiền. Chú coi mọi mấy mẫu xe nào anh? Hả? Chú coi mẫu xe nào anh báo anh xin thắng cho. Thank you.